hết. Cháu xin chú chỉ là hiểu lầm thôi mà, không phải cháu gửi cho Ly. Cổ qua đây là công việc. Trình bày với công an, đồng chí cho tôi tố cáo thằng này về tội tuyên truyền văn hóa phẩm đồi trụy. Chú ơi, chỉ là hiểu lầm thôi ạ. Mày còn đột nhập vào nhà tao, chui vào tủ quần áo của con gái tao, thằng biến thái. Tôi mời hai anh viết bản tường trình, sau đó tôi sẽ giải quyết sau. Nhân, có phải là Nhân không? Anh Bách, đúng là Nhân rồi. Anh Bách. Nhân. Anh Bách. Nhân. Yêu nhau đi để rồi mai chia ly, dù là trong cơn đau còn có nhau. Nước mắt. Thôi, đủ rồi, trêu nó thế thôi. Ngày hôm nay ấy là phải đi ăn mừng đấy. Đi ăn mừng là thằng Nhân này thoát khỏi vòng lao lý này. Mừng cái gì mà mừng, ăn là ăn xả xui. Thằng này xui nè, bạn gái tương lai của nó nói lời chia tay khi mà chuyện tình chưa bắt đầu. Nó xui, nó lây qua cái xe xui. Anh đi cái xe lây xui quay anh, thấy không? Quê. Dáng hai bé kỳ sao quen quá vậy? Hai. Ủa con, có cái bờ vai là thân thuộc lắm luôn á. Cô ơi, trả cháu thêm một chai nữa. Giỏi thật đấy, cô láo quá rồi. Giờ này đi ra đây ngồi uống bia uống rượu à? Hư thân này, hư thân mất nết. Ở nhà thì cơm nước không chịu lo. Hai đứa con gái ra gọi chai rượu, dĩa lạc, nhậu như mấy ông già vậy á. Thôi đi mấy ông ơi, ngồi xuống đi. Hôm nay con say thì đừng có về nhá. Em chia cho mình ấy là hôm nay vừa mới chia tay người yêu xong ấy. Chia tay người yêu?